Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là thoát tất cả các tài khoản Google đã lưu ở trên những cái chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android nhé mọi người nhé. Thì cái điện thoại của mình là Samsung, thì cái cách này của mình hướng dẫn thì nó sẽ áp dụng được tất cả các điện thoại chạy hệ điều hành Android nhé mọi người nhé. Rồi, trong những cái trường hợp mà chúng ta bán máy hoặc là chúng ta mua lại máy cũ thì các bạn cũng nên là chúng ta thoát hết các tài khoản Google cũ ra để chúng ta đăng nhập cái tài khoản Google của chúng ta vào để chúng ta dùng nhé mọi người nhé. Hoặc là trong những cái trường hợp reset lại máy, khôi phục cài đặt gốc cũng vậy. Đó thì cái việc đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái cửa hàng CH Play cho mình nhé. Đây mình sẽ vào cửa hàng CH Play này. Đó, ở đây có cái tài khoản của mình đây rồi. Thì mình sẽ kích vào cái phần tài khoản nhé. Rồi, ở đây có phần mũi tên thì các bạn sẽ kích vào mũi tên kéo xuống cho mình. Đó, và các bạn sẽ chọn vào phần là quản lý tài khoản ở trên thiết bị này. Đó thì ở đây là sẽ hiện ra tất cả các tài khoản đang chạy. Thì chúng ta chỉ ví dụ như chúng ta xóa cái tài khoản này này, mình kích vào cái tài khoản này và mình sẽ chọn vào là xóa tài khoản này. Xóa này. Đó, đấy là cái cách thứ nhất. Cách tiếp theo, chúng ta có cách thứ hai nữa. Chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt cho mình nhá, cài đặt máy này. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống. Thì ở trong cái phần cài đặt thì các bạn tùy theo từng điện thoại cũng có thể là chúng ta vào cái phần là tài khoản và giao lưu, nhưng mà ví dụ như chiếc điện thoại khác thì có thể là nó đặt ở trong cái phần là quản lý chung hay là cài đặt chung, thì các bạn tìm đến cái phần là tài khoản và giao lưu cho mình nhé. Rồi ở đây mình kích vào cái phần là quản lý tài khoản thì ở đây cũng hiện ra tất cả những cái tài khoản Google hoặc là những cái tài khoản như của TikTok hay là những cái tài khoản Samsung thì nó cũng đều hiện ra hết nha mọi người nhé. Thì mọi người sẽ kích vào cái tài khoản của chúng ta muốn xóa đây. Rồi mình sẽ kích vào xóa tài khoản này. Ok. Đó, thì các bạn xóa hết cái tài khoản này thì chúng ta có thể là reset lại máy thoải mái nhé mọi người nhé. Hoặc là chúng ta đăng nhập cái tài khoản của chúng ta để chúng ta vào dùng. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là xóa toàn bộ những cái tài khoản Google ở trên những cái chiếc điện thoại Android nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích thì cho mình một like và đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.